Xin chào anh em cô chú bác quan tâm tới kênh Đi Qua Tường Hình nha. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em cô chú bác một số cái xà cầy xà beng hàng của Nhật nha. Thì ở đây nó có rất là nhiều cái form khác nhau với rất là nhiều kích thước khác nhau nha. Nó trải dài từ 16 cm tới cây kia tầm gần 95 cm ha. Ok, thì cây bộ số 1, bộ này mình từng giới thiệu ha, mình giới thiệu lại với anh em. Rồi, cây số 1 này là anh em thấy logo đầy đủ, thậm chí nó còn nhãn luôn. Sự bền ha, cái này là 16 cm nha. Hai đầu nhỏ đinh còn rất là mới ha. Rồi cây số 2 của bộ số 1 này là 24 cm nè, nó có logo nè, anh em xem cái đầu nè, cực mới luôn. Đó, một form là hình tiết diện hình vuông, còn form là tiết diện nó hơi dẹp dẹp ha. Đây. Bộ số 1 đó là 180.000 nha. Cái bộ số 2 này thì gồm một cây 27 cm, có logo nè, đó. Cực đẹp luôn ha, còn rất là mới ha. Đó. Đó, đó, và cây số 2 là nó dài tầm 36 cm ha. Bộ này là 320.000 trên hai cây nha. Còn rất là mới ha. Rồi. Đó. Bộ số 3 thì là 340.000 trên hai cây. Đó. Cây này thì nó cũng có logo đầy đủ con gà. Đây là của Yamaguchi nha nè. Yamaguchi mà nếu mà búa thì nó là biểu tượng hình vương miện ha. Còn xà cầy thì nó biểu tượng hình con gà đây ha. Đó, nó vẫn có biểu tượng hình vương miện nhưng mà xà cầy này nó có thêm biểu tượng hình con gà, thì cái đó mình không không rõ lắm ha. Đó, nhưng mà biểu tượng hình con gà này là của Yamaguchi, 28 cm ha, tiết diện nó là hình vuông luôn, cho nên nó rất là cứng cáp ha. Đó. Vác rất là đẹp ha. Đầu đóng đinh là còn ngon luôn nha. Rồi, và một cây tới tầm 39 cm ha, có khác đây luôn, có logo luôn này ha. Cây này thì cái đầu này hơi tèm tí xíu thôi, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không vấn đề gì đâu. Đầu xà beng này, đầu nhỏ đinh còn mới ha. Ok. Cặp số 3 này là 340.000 nha. Cái cây số 4 này nó rất là nặng nha. Cây số 4 này thì hai đầu đều nhỏ đinh hết đó. À, nó nặng tới 1,5 kg lận nha. Thép nó là nguyên nguyên cây luôn ha, nguyên cây tròn luôn. Cái loại này thì đây đây đầu này nó anh em xem ha. Cái đầu nhỏ đinh này thì nó không được đẹp lắm đó. Cái đầu này thì nó có dấu đóng này đó. Nhưng mà nó được cái là thép của Nhật nó rất là chất lượng ha. Cái này nó còn rất là thẳng nè. Nó nặng tới 1,5 kg nha nè, nặng 1,5 kg. Nó dài 63 cm luôn ha. Anh em làm việc thì mua mấy cái này ha, không quan trọng đẹp xấu thì anh em mua mấy cái này. Đó. Giá nó 250.000 nha. Cây số 4 là 250.000 nha. Rồi. Cây số 5. Cây số 5 này form rất là đẹp ha. Tiết diện nó là hình lục giác luôn nha. Đó. Đầu xà beng này. Rất là cứng cáp, rất là nặng. Cái này nó nặng gần 2 kg, 1 kg, hơn 1,9 kg nha. Dài 73 cm ha. Cái này giá 320.000 nha. Thì mình thấy hai cây này thì nó giá 1,9 kg mà giá này thì nó cũng rất là ok. Ở đây nó hơi tiếc là có đầu đóng tí xíu rồi thôi. Nhưng mà nếu anh em mua làm việc thì rất là ok. Đó. Đó, rồi. Cây số 5 nha, số 5 320 ha. Cây số 6 này nó dài hơn kia tí. Cây số 6 này thì nó dài tới 75 cm nha, nó có ghi này 750 này, nó nặng 1,9 kg luôn. 350.000 ha. Đầu nhỏ đinh còn rất là đẹp luôn ha, đầu xà beng còn rất là ok đó. Này tiết diện nó là hình lục bát giác luôn, bát giác chứ không phải lục giác đâu. Đó, rất là đẹp ha. Rồi. Cái này thì nói chung loại này thì do nó mình nhìn thì nó không có in cái logo lên đó, nhưng mà anh em yên tâm là thép Nhật 100% ha. Giá nó sẽ tương đối mềm hơn so với cái loại mà ví dụ như đầu trâu hay Bakuma gì đó ha. Anh em mua sử dụng thì rất là ok. Cái này là cây khủng nhất ở đây ha. Đây một đầu nhô đinh này anh em xem nha. Đó. Khá là đẹp ha. Cái này thì nó nguyên thanh thép tròn luôn. Anh em xem thông số nó nặng tới 2,8 kg nha, gần 3 kg luôn. Tầm 95 cm ha. Cây số 7 này giá 420.000 này. Hai đầu nhỏ đinh còn rất là ok ha. Đó. Dài quá, màn hình này quay không hết được ha. Ok. Cây số 7 420.000 nha. Rồi. Thì mình giới thiệu nhanh một số cây như vậy. Đó.
Anh em đi công trình thì bốn cây cuối nó rất là ok ha. Rồi, còn anh em mà sưu tập hay làm việc nhỏ nhỏ thì ba combo đầu nó sẽ phù hợp. Anh em quan tâm thì liên hệ mình theo số điện thoại 0768632079 nha. À, cái này mình cũng xin nói là ví dụ như anh em mà mua lần đầu á thì một là anh em chuyển khoản ha. Chuyển khoản thì mình sẽ deal cái phí ship là tùy vùng miền nha. Thì mình cộng thêm vô. Cái ưu tiên thì thường thường thì nếu mà đi phí ship thì lúc nào mình cũng sẽ chịu thiệt một ít ha. Đó. À, hoặc là nếu mà những cái món nhỏ gọn mà giá trị nó cao thì mình có thể bao ship. Còn những cái món mà nó cồng kềnh như vậy thì mình không thể nào bao ship được ha. Nhưng mình sẽ chịu một phần nhỏ đó khi mà anh em chuyển khoản nha. Còn khi thu hộ thì anh em lần đầu thì anh em vui lòng là cọc từ 50.000 đến 100.000 tùy món lớn nhỏ nha. Rồi phần còn lại thì bao nhiêu đó thì anh em nhận hàng thì anh em gửi cho nhân viên bưu điện nha. Rồi, xin chào, cảm ơn anh em nha.